bị mất suy tim mỗi năm 57 thì cái tuổi thường ta thấy là tuổi càng cao thì cái tỷ lệ suy tim nó càng lớn. Với tỷ lệ mới mắc trung bình khoảng 500.000 khoảng gần nửa triệu người một năm, và chúng ta thấy là nó là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra tử vong hàng đầu trong vấn đề bệnh lý tim mạch, đó là đột tử. Chúng ta thấy suy tim nó rất là thường gặp, và trong đó suy tim cấp là cái mà chúng ta thường hay đối đầu khi bệnh nhân vào viện, đặc biệt là mấy chị làm ở chuyên khoa là tim mạch. Thì cái suy tim cấp nó nằm trong một cái hội chứng, nó gọi là hội chứng suy tim cấp. Nói chung phục hồi cấp là một cái hội chứng nằm trong một cái hội chứng suy tim cấp. Thì theo định nghĩa đó, suy tim cấp là sự xuất hiện hoặc là thay đổi nhanh chóng các triệu chứng hoặc là các cái dấu hiệu của suy tim. Và đây chính là một cái tình trạng cấp cứu, cho nên mà chúng ta cần phải cho bệnh nhân vào viện chứ chúng ta không ra điều trị ở ngoại trú. Thì đối với những trường hợp mà suy tim cấp thì thật sự chúng ta sẽ gặp rất nhiều các cái thể bệnh khác nhau, rất nhiều thể bệnh khác nhau. Ví dụ như chúng ta gặp suy tim cấp trong bệnh cảnh của tăng huyết áp, chúng ta có thể là một cái gặp bệnh cảnh của một cái suy tim mất bù cấp, hoặc là chúng ta gặp một trường hợp gọi suy tim phải cấp, ví dụ như là trong những trường hợp mà nhồi máu phổi chẳng hạn, chúng ta có cái suy tim phải cấp, hoặc là những trường hợp mà chúng ta có thể gặp ngay bệnh nhân là sốc tim, đặc biệt là sau hội chứng động mạch bệnh cấp chẳng hạn, chúng ta thấy bệnh nhân rơi vào trong sốc tim, hoặc là trong một cái trường hợp thường gặp hơn đó là cái hội chứng động mạch bệnh cấp mà chúng ta thường hay gặp. Thì tất cả những cái thể bệnh này nó có thể biểu hiện ra ngoài một cái biểu hiện lâm sàng, chúng ta thấy một cái dạng thường gặp đó là phù hồi cấp. Chỉ là phù hồi cấp khá thường gặp trong thực tế. Thì cái phù hồi cấp trong các cái công trình nghiên cứu khác người ta thấy như thế nào? Trong các cái công trình nghiên cứu khác ở tất cả những bệnh nhân mà vào viện á, thì các tác giả đều thấy được cái tỷ lệ mà phù hồi cấp, tức nghĩa là cái màu vàng này đây, ở trong hai công trình nghiên cứu về suy tim rất lớn trên thế giới, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ phục hồi cấp ở cái hai công trình nghiên cứu này nó xuất hiện từ khoảng 16% cho đến 37%. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy cái tỷ lệ phục hồi cấp cũng rất là đáng kể đối với những bệnh nhân vào viện ở trong cái bệnh cảnh chung là một cái suy tim cấp, hội chứng suy tim cấp. Thì cái tiên lượng như thế nào? Thì đối với những trường hợp mà suy tim cấp á, khi vào viện á, chúng ta thấy cái tỷ lệ tử vong của suy tim cấp lúc nào nó cũng xấp xỉ gấp đôi so với những trường hợp mà suy tim ở huyết mạn tính hết. Có nghĩa là những cái đợt Là suy lâu tim cấp tính hoặc là đợt mất bù của suy tim mạn tính hoặc là suy tim cấp tính vào viện, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ tử vong nó sẽ tăng cao hơn hẳn so với những trường hợp mà bị suy tim mạn tính. Thì cái nguyên nhân mà tử vong do cái những trường hợp mà suy tim cấp tính như vào viện như vậy á thì thường là gì? Thì các tác giả qua công trình nghiên cứu của mình, đặc biệt là trong cái chương trình nghiên cứu của Merrick HF, thì chúng ta thấy cái công trình này cho thấy là các cái trường hợp mà bệnh nhân bị suy tim độ 2, độ 3 và độ 4, thì một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở những bệnh nhân suy tim này chính là đột tử, tức là cái màu tím này, đột tử. Cái phân độ suy tim về mặt chức năng mà càng lúc càng nặng dần lên từ độ 2 sang độ 3, độ 4, thì chúng ta thấy cái tỷ lệ đột tử có vẻ như giảm dần, nhưng mà bù lại cái tỷ lệ mà tử vong do bệnh tim ở giai đoạn cuối lại tăng dần lên. Thì giữa hai cái nguyên nhân này, chúng ta thấy cái một cái đột tử và cái bệnh tim ở giai đoạn cuối, thì chúng ta thấy nó chiếm hầu như là phần lớn các trường hợp bệnh nhân tử vong khi vào viện ở trong bệnh cảnh của hội chứng suy tim cấp. Vì trong suy tim cấp chúng ta thấy một cái thể bệnh thường gặp nhất, biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất là phù phổi. Thì theo định nghĩa phù phổi là gì? Phù phổi cấp là tình trạng thoát dịch từ mạch máu phổi vào trong mô kẽ cũng như là vào phế nang phổi. Nhắc lại, phù phổi cấp là tình trạng thoát dịch từ mạch máu phổi vào trong mô kẽ và phế nang. Nói nôm na, trên thực tế thì phù hô cấp giống như là một người bị chết đuối trên cạn. Ở trong cái môi trường sống bình thường của chúng ta là có không khí, nhưng mà những người phù hô cấp thì phế nang nó bị tràn ngập bởi các cái dịch mà được thoát từ cái hệ thống mao mạch phổi vào trong phế nang và gây ra tràn ngập ở các cái phế nang, làm ngăn cản cái tình trạng trao đổi khí giữa hàng rào phế nang mao mạch, giữa phế nang và mao mạch phổi, cho nên gây ra cái sự giảm siêu hấp cấp. Thì phù phổi cấp
đó là cái tình trạng thoát dịch từ mạch máu phổi vào trong mô kẽ và phế nang ống phổi. Thì thường cơ chế của cái mô phổi cấp là gì? Chúng ta thấy giờ nay các cái công trình nghiên cứu cũng như là các cái kết quả thực nghiệm, chúng ta thấy là cái cơ chế gây ra mô phổi cấp cũng có khá nhiều. Trong đó bốn cái cơ chế thường được đề cập nhiều nhất đến, thứ nhất là cái vấn đề mà mất cân bằng của lực Starlin, có nghĩa là cái tăng áp lực của bao mạch phổi. Tăng áp lực của bao mạch phổi chính là tăng áp lực thủy tinh tại bao mạch phổi. Song song đó có thể giảm cái áp lực keo gối xương hoặc là giảm cái áp lực của mô kẽ. Cái là cái cơ chế đầu tiên này là sự mất cân bằng của áp lực Starlin. Cái cơ chế thứ hai là cơ chế do tổn thương của hàng rào phế nang và bao mạch. Và cái cơ chế thứ ba là sự tắc nghẽn của hệ thống mạch bạch huyết. Và vấn đề thứ tư đó là cái cơ chế gây phù phổi là vô căn, hoặc là cho đến ngày nay một số trường hợp phù phổi mà cũng không rõ cơ chế, không rõ cơ chế, đặc biệt là những trường hợp mà phù phổi không do tim thì đôi lúc chúng ta cũng không biết cơ chế là vấn đề gì nữa. Vậy thì trong cái bài hôm nay chủ yếu chúng ta sẽ đề cập đến phần lớn cái phù phổi cấp do tim là một cái dạng bệnh mà chúng ta thường gặp nhất ở trong cấp cứu trong ngành nghề. Thì phù phổi cấp do tim là một bệnh cảnh cấp cứu thường gặp ha. Nhưng dù cái sự phát triển của nền y học của chúng ta cho đến thời điểm bây giờ chúng ta thấy là hiện đại, là đổi mới và được cập nhật liên tục, nhưng cái tỷ lệ tử vong do phù phổi cấp do tim khi vào viện vẫn còn khá cao, ở xấp xỉ ở Anh khoảng 15 đến 20%. Có nghĩa là 100 trường hợp nhập viện do phù phổi thì cũng khoảng từ 15 cho đến 20% trường hợp là tử vong do phù phổi cấp. Vậy thì nhắc lại một chút về sinh lý học, sinh lý bệnh học. Chúng ta biết đây, cái màu đỏ bên đây là cái mao mạch phổi, mao mạch phổi. Hệ thống mao mạch phổi này được cung cấp máu từ hệ thống của động mạch phổi, từ tâm thất phải. Chúng ta biết là cái áp lực bình thường của tâm nhĩ bên trái của chúng ta là khoảng 18 cho đến 21 mm, xin lỗi, cái áp lực của động mạch phổi chúng ta tối đa khoảng 25 mm thủy ngân. Trong những trường hợp mà có tăng áp đột ngột của áp lực bao mạch phổi thì nó sẽ làm gia tăng cái áp lực thủy tĩnh. Và khi sự gia tăng của áp lực thủy tĩnh của bao mạch phổi lên trên cái hàng rào phế nang bao mạch thì sẽ làm cái tăng cái sự thẩm thấu dịch từ cái mao mạch phổi vào trong cái phế nang. Và sự gia tăng cái thẩm thấu dịch vào trong phế nang này vượt quá cái khả năng hấp thụ của hệ thống bạch huyết. Và khi nó vượt quá như vậy á, thì nó sẽ gây ra tình trạng tràn ngập lượng dịch vào trong phế nang. Và chính vì cái lượng dịch tràn ngập vào trong phế nang do sự gia tăng bất thường của cái áp lực thủy tĩnh ở mao mạch phổi, cho nên cái dịch thoát vào trong phế nang này sẽ có rất ít cái đạm. Và chính như vậy cái cơ chế mà gây ra phù phổi cấp do tim chính là vấn đề tăng cái áp lực của bên tim bên trái sẽ làm tăng cái áp lực thủy tĩnh tại mao mạch phổi, từ đó gây ra sự thẩm thấu dịch từ cái mao mạch phổi xe ngang qua cái hàng rào phế nang mao mạch vào trong cái phế nang và gây ra phù phổi. Cho nên một số tác giả cho rằng phù phổi cấp do tim chính là phù phổi cấp do quá tải về vấn đề thể tích dịch là chủ yếu ở tại cái phế nang mao mạch. Vậy thì phù phổi cấp do tim có rất nhiều nguyên nhân chúng ta thường gặp. Các cái nguyên nhân thường gặp mà tôi liệt kê đây thì các anh chị cũng có thể đã từng gặp. Thứ nhất là chúng ta thường gặp như hội chứng động mạch vành cấp. Thứ hai là những cái cơn tăng huyết áp, đặc biệt là những cái trường hợp tăng huyết áp cấp cứu hoặc là tăng huyết áp khẩn cấp, mà ngày nay người ta chỉ gọi là cơn tăng huyết áp thôi. Thứ ba là bệnh lý van tim cũng là thường hay gặp, nhất là hẹp van hai lá chẳng hạn. Trong những trường hợp mà hẹp van hai lá gây ra rối loạn nhịp nhanh, nhiều rung nhĩ đáp ứng rất nhanh, thì chúng ta cũng có thể gây ra cái phù phổi, hoặc là bản thân hẹp van hai lá làm tăng áp lực của tâm nhĩ bên trái và từ đó làm tăng áp lực của mao mạch phổi cũng có thể gây ra được phù phổi. Các bệnh lý về bệnh cơ tim
hoặc là viêm cơ tim. Những trường hợp viêm cơ tim cấp thì chúng ta thấy đặc biệt ngày nay vấn đề viêm cơ tim cấp do CV là một trong những cái mà chúng ta khá thường gặp. À, những trường hợp về rối loạn nhịp tim, ví dụ như rung nhĩ phóng thích nhanh, hay là các trường hợp khác như u nhầy nhĩ, quá tải dịch, hoặc là các sử dụng các thuốc mà không thích hợp, chúng ta cũng có thể gây ra được cái một bệnh cảnh phù hồi cấp do tim. Thì đối với những trường hợp phù hồi cấp do tim, thường chúng ta phải tìm ngoài cái nguyên nhân gây ra phù phổi, chúng ta biết cũng có rất nhiều các yếu tố hỗ trợ hay được gọi là yếu tố thúc đẩy gây ra phù phổi cấp. Tại vì thường đa phần những trường hợp mà suy tim mãn tính hoặc những trường hợp mà bệnh lý tim mạch điều trị ổn định trước đó thì rất ít khi bệnh nhân rơi vào trong cái bệnh cảnh phù phổi cấp. Thường chúng ta thường gặp các yếu tố thúc đẩy làm cho cái bệnh cảnh nó trở thành nặng nề hơn và có thể diễn tiến đến một cái bệnh cảnh phù phổi cấp. Ví dụ như một bệnh nhân tăng huyết áp chẳng hạn, xuất hiện hội chứng bệnh mạch cấp, chúng ta có thể xuất hiện ra cái bệnh cảnh lâm sàng phù phổi cấp. Hay là rối loạn nhịp tim, hay là những tình trạng nhiễm trùng làm tình trạng suy tim nặng lên, hay là tình trạng quá tải dịch. Quá tải dịch là một trong những yếu tố mà chúng ta có thể khá thường gặp ở thực tế khi chúng ta sử dụng cái lượng dịch truyền cho người bệnh quá cái khả năng chịu đựng của tim, chúng ta có thể gây ra cái tình trạng quá tải thể tích, mà quá tải về thể tích có thể gây ra phù phổi do chúng ta sử dụng thuốc không phù hợp. Hay thường hơn là bệnh nhân gọi là không có tuân thủ điều trị. Ngày nay thì vấn đề không tuân thủ điều trị là một trong những cái yếu tố mà rất là khó để mà kiểm soát. Tôi có rất nhiều bệnh nhân và lên khám và chữa bệnh thì đều có một cái than phiền là vấn đề điều trị ở tuyến cơ sở phần lớn là không được liên tục. Không được liên tục các cái bệnh lý tim mạch mà mãn tính, mà nếu mà chúng ta không điều trị liên tục hoặc vì một lý do nào đó do người bệnh hoặc là do điều kiện kinh tế hoặc là do bản thân thuốc men không có đủ để phục vụ cho người bệnh chẳng hạn, thì vấn đề không tuân thủ nó trở thành một vấn đề gọi là rất là khó trong vấn đề kiểm soát sự đáp ứng của điều trị. Và không có tuân thủ thì dễ gây ra những cái tình huống mà diễn tiến đến những cái biến cố liên quan đến các cái bệnh lý nền. Ví dụ như tăng huyết áp mà chúng ta không tuân thủ điều trị thì chúng ta dễ là dẫn đến những cái cơn tăng huyết áp. Mà chính những cơn tăng huyết áp đó có thể sẽ dẫn đến các cái biến cố liên quan đến cái tổn thương cơ quan ích do tăng huyết áp. Ví dụ vậy. Hoặc là chúng ta thường gặp những bệnh nhân phù phổi cấp có thể có tổn thương thận cấp đưa đến suy thận cấp, hay những trường hợp mà bệnh nhân bị thiếu máu cấp tính hoặc là mãn tính mạch nặng. Hoặc là những trường hợp mà bệnh lý của tuyến giáp, đặc biệt là cường giáp, thì đều có thể thúc đẩy một cái bệnh lý tim mạch và dẫn đến một cái phù phổi cấp do tim. Vậy đấy là chúng ta là những cái nguyên nhân và những yếu tố thúc đẩy thường gặp của phù phổi cấp do tim. Nhưng thực ra trên thực tế một phần còn lại đó là những trường hợp mà phù phổi cấp không do tim, và chúng ta càng ngày chúng ta càng gặp nhiều hơn. Cái nguyên nhân phù phổi cấp do tim thì được liệt kê đây, chúng ta thấy đó là nguyên nhân đầu tiên đó là do thuốc. Có khá nhiều thuốc cho đến bây giờ, cái danh sách các thuốc mà gây ra phù phổi cấp do người bệnh sử dụng một cách không thích hợp có thể gây ra phù phổi. Ở đây có một số thuốc tôi ghi ra, ví dụ như các thuốc gây nghiện nè, trong các thuốc về hóa trị liệu của ung thư nè, ngộ độc salicylate cũng có thể gây ra phù phổi, quá liều của thuốc chạy cho canxi, hoặc là ngay cả thuốc lợi tiểu hydrochlorothiazid tức là nhóm thiazid cũng có thể gây ra các cái phù phổi. Chất cản quang hay thuốc chống trầm cảm thì cái nguyên nhân mà do thuốc này các chị muốn biết rõ hơn và vấn đề điều trị như thế nào, nhắc lại mấy chị phải xem ở trong cái bài mà tôi sẽ gửi cho các anh chị ha, gửi cho các anh chị có thể thông qua cô thư ký Trinh chẳng hạn, thì các anh chị sẽ liên hệ để mà các anh chị lấy bài về đọc. Nguyên nhân do thuốc thì trong đó tôi có giải thích cũng khá là rõ ràng ở trong đó về các cái thuốc gì, liều lượng ra sao, vấn đề có thể kiểm soát tốt được cái nguyên nhân phù phổi cấp không do tim này hay không. Cái mà chúng ta thường hay gặp nhất đó là cái hội chứng nguyên hô hấp cấp hay là ARDS, cũng là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta thường gặp nhất của phù phổi cấp không do tim. Tức là những cái tổn thương phổi nặng. Ví dụ như ngày nay chúng ta thấy Covid chẳng hạn, có phải là một cái hội chứng nguyên hô hấp cấp không? Thì trong cái bệnh cảnh siêu hấp đó cũng có
cái nguyên nhân mà tổn thương vùng phổi do tim, tổn thương hết cả phế nang và mô kẽ do Covid chẳng hạn, thì cũng có thể gây ra phù phổi cấp, và đó là một cái nguyên nhân của cấp không do tim cũng khá thường gặp. Các trường hợp khác chúng ta thấy ở độ cao, ở cao hoặc là nguyên nhân do thần kinh, hoặc là phù phổi cấp sao nhồi máu phổi, hay sao sản giật, sao chuyển nhịp bằng điện, sao những trường hợp gây mê hay bắt cầu tim phổi, và đặc biệt ở cha thường hay gặp là sao chọc khúc dịch màng phổi lượng nhiều mà với tốc độ nhanh, thì chúng ta cũng có thể gây ra một cái phù phổi cấp mà không do tim. Cho nên chúng ta thấy thường là những trường hợp mà chọc khúc dịch màng phổi mà lượng nhiều thì thường chúng ta không nên chọc nhanh ở trong một cái thời gian ngắn. Thì quay lại đến vấn đề chẩn đoán của một cái phù phổi cấp do tim, thì công tác chẩn đoán của chúng ta dựa vào biểu hiện lâm sàng, dựa vào cận lâm sàng, và chúng ta hỏi bệnh sử thì chúng ta dễ dàng phát hiện được một cái trường hợp bệnh nhân có biểu hiện của phù phổi. Chúng ta nên nhớ rằng những trường hợp mà phù phổi thường giai đoạn sớm, phù ở mô kẽ, thì người bệnh đã có cái biểu hiện lâm sàng là khó thở và thở nhanh, thở nông rồi. Và khi mà nếu mà cái tình trạng phù phổi đã diễn tiến từ phù mô kẽ sang đến phù của phế nang á, thì khi đó cái tình trạng giảm oxy máu sẽ xuất hiện nhanh hơn, người bệnh sẽ xuất hiện các cái triệu chứng ho và nặng hơn nữa, thì chúng ta sẽ thấy có đạt ra một học. Cho nên giai đoạn sớm là phù mô kẽ thì người bệnh đã có biểu hiện khó thở, nhưng mà khi đến phù phế nang thì vấn đề giảm oxy máu và ho cũng như là đạt ra một học thì diễn tiến rất nhanh. Chúng ta cần phải phối hợp một cách nhanh chóng giữa cái biểu hiện lâm sàng cũng như cái cận lâm sàng để chúng ta có thể có một số cái chẩn đoán chính xác được. Về các dấu chứng của lâm sàng chúng ta thấy có rất nhiều. Về các cái biểu hiện như vấn đề tâm thần kinh thì người bệnh đa phần sẽ có tình trạng hốt hoảng, lo sợ. Người bệnh đang nằm chẳng hạn, ngồi bật dậy, bứt rứt, vật vã. Sau đó lại là có các cái biểu hiện là khó thở, co kéo cơ hấp phụ, vã mồ hôi, da thì xanh xao, có thể là tím tái. Lúc đó thì cái nhịp thở người bệnh sẽ tăng lên, nhịp thở tăng lên, tăng về tần số và tăng về biên độ. Sau đó người chúng ta có thể nghe được cái tiếng thở khá là ồn ào và có tiếng thở rít, thở rít. Nếu quan sát và nếu chúng ta khám trên thực tế, chúng ta có thấy người bệnh có thể có nhịp tim nhanh, SpO2 thường là giảm đi dưới 90%. Và do nếu ở giai đoạn đầu thì cái trị số huyết áp có thể là thay đổi, có thể tăng hay là hạ, nhưng mà nếu mà phù phổi mà kéo dài thì thường huyết áp nó sẽ hạ. Một cái dấu hiệu mà chúng ta thường hay phát hiện được nhiều nhất là tình trạng ra nặng ở đáy phổi. Giai đoạn đầu chúng ta sẽ thấy nhiều khi cái tình trạng nghe phổi ra nặng ở đáy phổi lúc đầu chúng ta còn thấy ít, nhưng cái hiện tượng mà ra ở phổi nó dâng lên qua theo thời gian, thì càng lúc từ ở đáy phổi sẽ dần dần lên đỉnh phổi ở cả hai bên. Thì đây là một cái dấu chứng mà rất là điển hình trong vấn đề diễn tiến của phù phổi. Thì thường song song đó người bệnh sẽ ho và càng đàm vọng họng. Đôi khi chúng ta nghe tim được thì chúng ta thường đa phần thấy được nhịp tim nhanh, nhưng nhắc lại thì đa phần các trường hợp này là phổi đó có rất là nhiều ran, cho nên vấn đề nghe tim cũng hơi khó khăn. Do đó các anh chị nhịp tim thì nhanh và có thể có tiếng galo, hoặc là các cái bệnh lý ở phổi chúng ta có thể nghe được các cái tổn thương thực thể tại phổi. Một số trường hợp thì trong khi chúng ta khám phổi thì chúng ta còn có thể nghe được các cái ran của khí quản như là ran rít hoặc là ran ngáy, chúng ta sẽ thấy ở giai đoạn đầu. Về các cái cận lâm sàng thì đây là những cái cận lâm sàng mà chúng ta có thể tiếp cận để giúp cho vấn đề đánh giá cũng như là tiên lượng và điều trị. Chúng ta có thể có những cái xét nghiệm máu tổng quát đánh giá chức năng thận, y ông đồ và đánh giá men tim, chức năng gan, nhưng điều quan trọng đó là khí máu động mạch và chúng ta phải xét nghiệm cái BNP hoặc là NT-proBNP, tức là cái phân tử peptide mà lợi niệu giúp cho vấn đề chẩn đoán cho vấn đề tổn thương ở tim gây ra suy tim cấp. Chúng ta có thể thử các cái men tim troponin hoặc là CKMB, hoặc là chúng ta có thể đo điện tâm đồ để chúng ta xác định những cái trường hợp rối loạn nhịp hoặc là các cái hội chứng động mạch bệnh cấp chúng ta có thể can thiệp được. Về hình ảnh điện tâm đồ thì chúng ta thường đa phần ở trong cái bệnh cảnh của phù phổi cấp chúng ta sẽ thấy cái tình trạng thường là một cái nhịp nhanh xoang, ngoài ra chúng ta có thể thấy những cái trường hợp rối loạn nhịp, đặc biệt là những trường hợp mà rối loạn nhịp nhanh như rung nhĩ đáp ứng thắt nhanh chẳng hạn.
Một số trường hợp chúng ta có thể tìm bắt gặp được các cái nguyên nhân gợi ý những cái nguyên nhân gợi ý cho cái nguyên nhân của bệnh cảnh của vùng phổi cấp, ví dụ như nhồi máu tim cấp chẳng hạn, ST trên lên trong cái là nguyên nhân của hội chứng phổi cấp, chúng ta có thể phát hiện được. Về ảnh X quang mà nếu anh chị ở giai đoạn mà vùng phổi thì mấy anh chị có thể thấy được cái hình ảnh khá là điển hình, đó là cái hình ảnh mà hình cánh bướm. Hình cánh bướm là hình ảnh mà tổn thương của phế nang và mô kẽ lan từ cái rốn phổi của hai bên ra ngoại biên. Chúng ta thấy đây cái hình ảnh giống như hình cánh bướm, ở giữa là giống như thân con bướm là hình của bóng tim. Chúng ta thấy hai cái cánh của hai bên, đây là hình ảnh của phù phổi cấp điển hình. Khi các anh chị thấy cái hình ảnh này là chúng ta đã biết là cái tình cảnh, cái bệnh cảnh phù phổi là khá là nặng nề rồi. Nếu chúng ta làm được cái siêu âm tim thì chúng ta có thể đánh giá được cái gì? Đánh giá được khá nhiều các cái thông số. Trong đó chúng ta thường để ý đến cái phân xích tổng máu, kích thước các cái vùng tim, đặc biệt là của bên tim trái. Các cái biểu hiện bất thường của vận động vùng để đánh giá cái bệnh lý của động mạch vành. Chúng ta đánh giá được cái bệnh lý của van tim cũng như là cái áp lực của động mạch phổi. Và trong những tình huống đặc biệt thì chúng ta có thể thông tim bằng cách đo áp lực động mạch phổi bích. Thì người ta trong một số trường hợp mà vùng phổi người ta không xác định hẳn được là do tim hay không do tim, thì thông tim bằng sông quanh gan cũng là một trong những điều kiện mà chúng ta có thể tiếp cận để chúng ta có thể chẩn đoán một cách rõ ràng hơn. Thì thật sự cái thông tim này chúng ta thường sử dụng nhiều hơn ở trong các bệnh cảnh của ngoại lồng ngực, trong phẫu thuật tim nhiều hơn. Còn đối với những trường hợp mà nội tim mạch, những cái anh chị ở chuyên khoa nội tim mạch, chúng ta ít sử dụng cái sông quanh gan này trong vấn đề đo áp lực động mạch phổi bích. Thì khi đó được động mạch phổi bích trong vùng phổi cấp thì đây là một trong những cái tiêu chuẩn mà để phân biệt rõ ràng vùng phổi cấp này có thể là nguyên nhân do tim hay là không do tim. Thì đối với những trường hợp mà nguyên nhân do tim á, thì vùng phổi cấp thì cái áp lực động mạch phổi bích thì cao hơn 18 mm thủy ngân, và nếu mà không do tim á, thì cái áp lực động mạch phổi bích này thường là thấp. Thì đây là một trong những cái tiêu chuẩn cuối cùng để mà đánh giá cái vùng phổi này có phải do tim và hay không do tim. Thì đây là cái lưu đồ để chẩn đoán, để tiếp cận một cái bệnh nhân mà có biểu hiện cấp tính của các cái triệu chứng về tim, những cái triệu chứng cấp tính, khởi phát cấp tính về tim, trong đó vấn đề khó thở là một trong những cái triệu chứng mà chúng ta thường gặp. Thì đối với những trường hợp mà khởi phát cấp tính các cái triệu chứng liên quan đến tim, ở đây là cái acute onset đó, ở bên tay trái của mấy anh chị á, chúng ta thấy trong cái lưu đồ này các nhà khuyến cáo của Hội Tim Châu Âu đã cho chúng ta thấy cái bước đầu tiên khi chúng ta tiếp cận bệnh nhân ngoài chuyện hỏi khám lâm sàng, hỏi bệnh sử khám lâm sàng để mà biết là cái khởi phát đó là cấp tính, thì chúng ta thấy cái bước kế tiếp là chúng ta phải có một cái hình ảnh X quang và đo điện tâm đồ để đánh giá. Sau đó cái bước kế tiếp là chúng ta có thể làm cái siêu âm tim cũng như là đo cái nồng độ BNP hoặc là NT-proBNP. Thì ở trong cái lưu đồ này cho chúng ta thấy đối với trường hợp mà bệnh nhân có khởi phát cấp tính thì ngoài chuyện đo điện tâm đồ và chụp X quang, chúng ta thấy vấn đề thử cái nồng độ BNP và proBNP là một trong những yếu tố khá là quan trọng để mà tiếp cận vấn đề chẩn đoán cái vấn đề khó thở trên bệnh nhân khởi phát cấp tính này có phải là tim hay không phải là tim. Chúng ta thấy nếu mà cái giá trị BNP của chúng ta lớn hơn 100 microgram trên ml hay là NT-proBNP chúng ta lớn hơn 300 microgram trên ml và kèm theo một cái bình thường ở trên điện tâm đồ, thì chúng ta thấy cần phải thực hành ngay lập tức cái siêu âm tim để đánh giá. Và nếu mà các cái thông số từ lâm sàng, từ điện tâm đồ, từ viêm X quang, từ cái xét nghiệm BNP, proBNP gợi ý cho một tình hạ suy tim cấp, thì chúng ta phải tìm xác định nguyên nhân và chúng ta phải điều trị. Thì đây cái lưu đồ này giúp cho chúng ta tiếp cận, giúp nhắc lại lưu đồ này giúp cho chúng ta tiếp cận để đánh giá một cái trường hợp mà xuất hiện một cái triệu chứng cấp tính về tim mạch, đặc biệt là các cái triệu chứng khởi phát nhanh như là khó thở. Chúng ta có thể đánh giá được một bệnh nhân có phải cái
buồng phổi đó là do tim hay không do tim. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân có thở mà không phải do tim thì chúng ta thấy cái hình ảnh của ECG và X quang cũng như là NT-proBNP nó nằm ở trong mức bình thường. Thì nếu mà cái NT-proBNP mà trong những trường hợp mà bệnh nhân buồng phổi mà không do tim thì chúng ta thấy cái hình ảnh tiện tâm đồ thường nó trong giới hạn bình thường, NT-proBNP dưới 125 picogram trên ml hoặc là BNP dưới 35 microgram ml thì cái biểu hiện đó thường không phải do tim. Ở đây cũng vậy, chúng ta thấy ở đây ở bên biểu hiện cấp tính cũng vậy. Ở bên biểu hiện cấp tính thì điện tâm đồ chúng ta thấy nếu mà triệu chứng khó thở xuất hiện là cấp tính, nhưng cái hình ảnh điện tâm đồ là bình thường và thậm chí X quang có thể là bình thường thì chúng ta thấy điện tâm đồ bình thường và các cái xét nghiệm máu NT-proBNP dưới 300 đơn vị hay là BNP dưới 100 đơn vị trên ml chúng ta thấy cái khả năng cái khó thở này không phải do tim, có thể là cái khó thở này hay buồng phổi này nguyên nhân không phải là tim mà là do không do tim. Thì nhắc lại, chúng ta chủ yếu có hay là quan nhắc đến cái vấn đề xuất hiện cái triệu chứng cấp tính ở trên cái lưu đồ này. Đối với trên lưu đồ thì là tiền sử bệnh xem thấy cái điện tâm đồ chụp phim X quang NT-proBNP và tim là cái bước mà cần thiết trong vấn đề xác định cái triệu chứng cấp tính của tim có phải là do tim hay không. Khi chúng ta xác định cái tim, chúng ta bước đến chúng ta có thể tiếp cận cho vấn đề trị. Thì nhắc lại, đối với buồng phổi cấp mà do tim, chúng ta phải lượng qua có hành xử khám lâm sàng và cận lâm sàng, hình ảnh X quang phổi, dấu hiệu BNP lớn hơn 100 microgram ml, X quang phổi chúng ta thấy có hình ảnh của buồng phổi. Nếu mà tim hoặc đối với bệnh lý do tim, với buồng phổi do tim thì các cái buồng tim có thể là dạng to, đặc biệt là phân xích tóc máu giảm. Và nếu trong những tình huống mà cần thiết lắm thì chúng ta sẽ đo thêm áp lực động mạch phổi tích bằng cái sử dụng cái sông quanh gan. Và nếu áp lực động mạch phổi tích lớn hơn 18 mm trên cân giúp chúng ta chẩn đoán. Thì đây là cái phân biệt giữa cái buồng phổi cấp do tim và buồng phổi cấp không do tim. Các yếu tố tiên lượng chúng ta thấy là bệnh nhân có sốc đi kèm hay không, cái chức năng tâm thu của tâm thất trái này có giảm nhiều hay ít, cái chức năng thận này có thành cấp hay không, tuổi bệnh nhân lớn tuổi hay là còn trẻ, có cái hội chứng động mạch vành cấp hay là bệnh tim thiếu máu cục bộ đi kèm hay không, tình trạng có hạ natri máu không. NT-proBNP máu càng cao chừng nào thì tương lượng rồi bệnh nhân suy tim càng cao chừng đó. Thì nãy giờ chúng ta mới vừa lượt qua lại cái về vấn đề bệnh học của buồng phổi cấp, và cái này mấy anh chị đã được học từ năm Y4 và năm Y6 rồi. Thì cái chuyện đó phải nhắc lại để mấy anh chị có thể có một cái ấn tượng gì lại ngày xưa đến giờ. Thì cái bài hôm nay thì chủ yếu chúng ta sẽ đưa vào vấn đề điều trị buồng phổi cấp như thế nào. Thì một vấn đề khó khăn trong vấn đề điều trị buồng phổi cấp đó là cái mục tiêu điều trị. Thì đối với mục tiêu điều trị của phổi cấp thì chúng ta thấy ở đây chia ra làm ba cái đơn vị khác nhau, một cái là ngay tại khoa cấp cứu, một cái là tại khoa tim mạch, và sau đó là chúng ta sẽ điều trị lâu dài cho người bệnh. Thì chúng ta trong cái mục tiêu ngày hôm nay chúng ta chủ yếu là vấn đề điều trị cấp cứu tại khoa cấp cứu hoặc ngay tại tuyến cơ sở của anh chị, thì điều trị phổi cấp như thế nào. Để nhắc lại, đối với điều trị buồng phổi cấp thì phần lớn chúng ta có hai phần, một cái là điều trị về triệu chứng. Điều trị về triệu chứng có nghĩa là chúng ta cải thiện và chúng ta giảm bớt hoặc là chúng ta chấm dứt được cái tình trạng siêu hấp cho người bệnh bằng cách là gì. Chúng ta có thể cung cấp thêm oxy, chúng ta cải thiện cái tình trạng tưới máu của cơ quan và các cơ quan quan trọng cũng như là huyết động học, chúng ta làm tránh đi các cái tổn thương nặng nề thêm ở thận và tim, dự phòng các huyết khối tĩnh mạch và chúng ta giảm bớt cái thời gian nằm tại cấp cứu cũng như là nằm tại chăm sóc đặc biệt. Thì cái điều trị của chúng ta quan trọng nhất là vấn đề điều trị triệu chứng. Vấn đề điều trị thứ hai trong cái
phù hợp đó là điều trị về nguyên nhân gây ra phù phổi. Thì cái điều trị về nguyên nhân gây phổi chúng ta có thể thực hiện ngay lập tức tại khoa cấp cứu và hồi sức, và chúng ta đưa vào trong cái khoa tim mạch là chúng ta phải điều trị cho bằng được cái nguyên nhân cũng như là các yếu tố thuận lợi. Nếu chúng ta không giải quyết được yếu tố thuận lợi cũng như là nguyên nhân gây ra phù phổi thì người bệnh sẽ đối diện với cái nguy cơ sẽ tái phát phù phổi. Và vấn đề thứ ba là sau khi chúng ta ổn định về nguyên nhân, yếu tố thuận lợi, thì chúng ta phải có một cái kế hoạch điều trị lâu dài cho người bệnh sau cái phù phổi cấp. Thì trong cái ngày hôm nay chúng ta chủ yếu trong vấn đề điều trị tại tuyến cơ sở và cấp cứu, tức là điều trị cấp cứu của phù phổi cấp, và chủ yếu chính là cái làm sao chúng ta kiểm soát được các cái triệu chứng đe dọa tính mạng của phù phổi cấp. Thì đối với điều trị của phù phổi cấp thì chúng ta chia làm hai nhóm, một cái nhóm là điều trị bằng thuốc và một cái nhóm là điều trị không bằng thuốc. Thì trong cái điều trị bằng thuốc ở đây chúng ta thấy có rất nhiều thuốc như oxy lợi tiểu, các cái thuốc an thần, thuốc giãn mạch, disulfiram, các thuốc gọi là tăng sức co bóp cơ tim và các thuốc vận mạch, hoặc là chúng ta có thể sử dụng phối hợp với các cái điều phương pháp điều trị không dùng thuốc, như là chúng ta hạn chế cái lượng dịch đưa vào cũng như là natri. Đây là cái điều quan trọng mà chúng ta thường hay gọi là bỏ sót. Thứ hai là chúng ta hỗ trợ về mắt, chúng ta hỗ trợ để cải thiện cái độ bão hòa oxy máu động mạch bằng các cái biện pháp cung cấp oxy không gây xâm nhập hoặc là gây xâm nhập, tức là đặt nội khí quản, hoặc là chúng ta có thể hỗ trợ bằng các cái biện pháp để nâng đỡ cơ học của hệ thống tuần hoàn, như chúng ta đặt cái bóng đối xung ở trong động mạch chủ, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái dụng cụ để hỗ trợ tâm thất. Và trong những tình huống đặc biệt thì chúng ta có thể sử dụng các phương pháp siêu lọc, ví dụ như thận nhân tạo hay là lọc thận liên tục kéo dài CRT, để chúng ta có thể gọi là giải quyết cái tình trạng quá tải, đặc biệt là trong những trường hợp mà bệnh nhân không đáp ứng với các thuốc lợi tiểu, chúng ta có thể dùng, như vậy chúng ta có thể dùng thận nhân tạo hoặc là lọc thận liên tục kéo dài CRT, khi đó chúng ta có thể giải quyết được tình trạng quá tải. Vì trong điều trị thì đây là cái phác đồ mà tôi lặp lại, cái phác đồ điều trị của suy tim cấp và phù phổi cấp của Hiệp hội Tim châu Âu 2012. Mặc dù cái khuyến cáo, cái hướng dẫn xử trí này từ năm 2012, nhưng ngày nay cho đến ngày nay nó còn khá là phổ biến và phù hợp với thực tế lâm sàng. Mặc dù đến 2016 đã có một cái cập nhật thêm, lát tôi cũng sẽ nhắc thêm cho mấy anh chị trong vấn đề điều trị phù phổi cấp. Vậy trong những trường hợp mà phù phổi cấp do tim, thì cái bước đầu tiên chúng ta sau khi chẩn đoán được phù phổi cấp do tim thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải có một cái các cái bước tiếp cận trong vấn đề điều trị để kiểm soát các cái triệu chứng của phù phổi cấp. Thì đầu tiên đối với khi chúng ta chẩn đoán được phù phổi cấp do tim thì cái động tác điều trị đầu tiên được khuyến cáo đó là chúng ta phải tiêm tĩnh mạch thuốc lợi tiểu hoài. Ta nhắc lại, phù phổi cấp là một bệnh cảnh cấp cứu, cho nên tất cả các cái thuốc sử dụng trong bệnh cảnh cấp cứu thường là chúng ta nên dùng đường tĩnh mạch. Các cái thuốc dùng đường tĩnh mạch có một lợi điểm là tác dụng sẽ nhanh, hiệu quả tác động nhanh, và cái hiệu quả tác dụng nhanh là một, thứ hai sẽ đạt tối đa theo liều, thứ ba là chúng ta có thể điều chỉnh được liều thuốc, và điều thứ tư là khi chúng ta ngưng sử dụng thì thuốc nó cũng sẽ mất tác dụng nhanh. Thì trong những trường hợp như vậy thì các thuốc lợi tiểu được sử dụng trong điều trị phù phổi cấp, cho đến thời điểm bây giờ chúng ta thấy cái thuốc mà được ưu tiên sử dụng hàng đầu cho đến thời điểm bây giờ chính là thuốc lợi tiểu hoài. Thì chúng ta sử dụng thuốc lợi tiểu hoài là thuốc gì? Đó là furosemide. Thì thuốc furosemide thì chúng ta có thể dùng được tim tĩnh mạch,
hoặc là truyền tĩnh mạch. Thì rồi. cái liều của thuốc như thế nào thì theo tất cả các cái khuyến cáo cho đến bây giờ, cái liều thuốc được sử dụng là chúng ta nên sử dụng ở cái liều tim tĩnh mạch nhanh. Mấy chị nhớ chữ bolus nghĩa là tim tĩnh mạch nhanh, liều từ 40 đến 80 mg tim tĩnh mạch nhanh, và có thể lặp lại liều mỗi 20 phút, có thể lặp lại liều mỗi 20 phút. Nếu mà những bệnh nhân mà có bệnh lý suy thận nặng, suy tim nặng thì mấy chị có thể tăng liều lên, có thể tăng liều cao hơn. Nhưng mà khi cần liều cao trên 1 gram trong 24 giờ, mấy chị có thể nên dùng đường truyền tĩnh mạch từ 5 đến 10 mg mỗi giờ khi cần với liều cao. Để nhắc lại, cái liều thường trung bình của chúng ta là liều từ 40 đến 80 mg tim tĩnh mạch nhanh, chúng ta có thể lặp lại mỗi 20 phút. Vấn đề điều chỉnh liều là tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng cụ thể của người bệnh, chúng ta có thể sử dụng liều cao hơn tim tĩnh mạch, hoặc là chúng ta có thể truyền tĩnh mạch tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng. Vậy thì khi sử dụng thuốc tim tĩnh mạch của lợi tiểu, chúng ta phải để ý đến một cái điều gì? Có hai tình huống. Một tình huống thứ nhất xảy ra là bệnh nhân chưa có sử dụng thuốc lợi tiểu trước đó. Thì đối với những bệnh nhân mà chưa có sử dụng thuốc lợi tiểu trước đó thì chúng ta có thể sử dụng liều từ 40 đến 80 mg như là nãy tôi mới trình bày. Còn những bệnh nhân đã có sử dụng thuốc lợi tiểu trước đó, nhóm glucosamic, thì chúng ta nên sử dụng ở liều đầu có thể tăng đến 2,5 lần với cái liều thuốc bệnh nhân đang sử dụng trước đó. Ở chỗ này mở ngoặc để nói ra thêm mấy anh chị là cái hiệu quả hay là cái độ sinh khả dụng của cái thuốc lợi tiểu. Thì chúng ta thấy là cái thuốc lợi tiểu ta có hai dạng, một dạng là viên uống và hai là dạng tiêm chích. Thì đối với độ khả dụng sinh học của thuốc glucosamic thì một viên thuốc glucosamic 40mg thì cái độ khả dụng sinh học của thuốc nó sẽ tương đương với 20mg glucosamic tim tĩnh mạch. Nhắc lại ha, một ống glucosamic 20mg sẽ có cái hiệu quả sinh học tương đương với 40mg glucosamic. Vậy thì trong những tình huống mà người bệnh đã có sử dụng thuốc lợi tiểu trước đó thì anh chị có thể sử dụng cái liều glucosamic tăng đến mức khoảng 2,5 lần. Chúng ta có thể 2 đến 2,5 lần cũng được. Ví dụ một người bệnh đã được sử dụng mỗi ngày 40mg glucosamic uống mỗi ngày, là một viên glucosamic uống mỗi ngày. Nếu người bệnh đã rơi vào trong bệnh cảnh cuồng phổi cấp thì cái liều glucosamic của chúng ta có thể sử dụng đến 40, từ 40 cho đến 60mg tim tĩnh mạch liền đầu. Mấy chị có hiểu không? Hiểu ha. Nhắc lại, một ống glucosamic 20mg sẽ có hiệu quả về tương đương độ khả dụng sinh học tương đương với một viên glucosamic 40mg. Một ống 20 sẽ có hiệu quả tương đương với một viên 40. Cho nên một bệnh nhân đang sử dụng với liều 40mg một viên mỗi ngày, nếu rơi vào trong cuồng phổi cấp thì chúng ta sử dụng cái liều glucosamic ban đầu có thể 40 đến 60mg ở liều đầu ha. Rồi sau đó chúng ta đánh giá lại và có thể lặp lại liều mỗi 20 phút ha. Có thể lặp lại liều cũ hoặc là chúng ta có thể tăng cái liều thứ hai lên, là tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng. Tùy theo bệnh cảnh lâm sàng. Rồi, vậy thì mỗi chúng ta cần phải lặp lại cái liều này mỗi 20 phút nếu mà cái bệnh cảnh lâm sàng nó chưa cải thiện, và chúng ta có thể tăng liều. Nhớ không? Thì sau khi sử dụng thuốc lợi tiểu, chúng ta phải đánh giá người bệnh. Cái bước kế tiếp trong vấn đề đánh giá của người bệnh cuồng phổi là cái tình trạng giảm oxy máu. Thì chúng ta sẽ thấy hai tình huống xảy ra là người bệnh có giảm oxy máu hay không. Nếu người bệnh không có giảm oxy máu thì chúng ta không có phải cần hỗ trợ về hô hấp. Nhưng phần lớn người bệnh cuồng phổi cấp đều có giảm oxy máu.
Do đó vấn đề bổ điều trị kiểm soát về vấn đề hạ oxy máu là vấn đề chúng ta thường gặp và đặt ra. Thì hầu hết cùng với cấp nào nó cũng có giảm oxy. Thì đối với trường hợp mà giảm oxy máu thì chúng ta làm thế nào? Thì được định nghĩa cái giảm oxy máu là khi cái độ bão hòa của oxy máu động mạch theo mạch đập, tức là SpO2 chúng ta dưới 90%, hoặc là tương đương với cái áp lực của oxy của máu động mạch của chúng ta qua khi máu động mạch dưới 60 mm thủy ngân. Thì khi này người bệnh được định nghĩa là có giảm oxy máu thì bắt buộc chúng ta phải bổ sung hay là cung cấp thêm oxy. Nhắc lại, giảm oxy máu được định nghĩa là khi có độ bão hòa của oxy máu động mạch theo nhịp, tức là SpO2 của chúng ta nhỏ hơn 90%, hay là cái áp suất vi phần của oxy máu động mạch PaO2 ở trên khí máu động mạch dưới 60 mm thủy ngân, thì bệnh nhân này là đang có giảm oxy máu và bắt buộc chúng ta phải có các biện pháp thông khí hỗ trợ, tức là chúng ta phải cung cấp oxy để mà cải thiện cái tình trạng oxy máu của người bệnh, độ bão hòa oxy máu người bệnh. Và thường ban đầu chúng ta hay bắt đầu khoảng với cái độ bão hòa của oxy vào liều 40 đến 60%, sau đó chúng ta sẽ tăng dần liều lên, liều oxy lên để mà có thể đạt được cái SpO2 trên 90. Đó là bước thở oxy. Nhưng chúng ta để ý về cái vấn đề oxy liệu pháp ở trên người bệnh phù phổi này, oxy liệu pháp thì có nhiều cái cách để chúng ta cung cấp cái oxy liệu pháp cho người bệnh qua thở oxy, có thể qua quạt mặt nạ. Đây là cái hình mà ở trong cái bài về phù phổi của tôi có chụp cái hình này trong đó, có nghĩa là một cái mặt nạ Venturi. Mặt nạ này có thể giúp cho chúng ta tăng cường được cái độ bão hòa oxy hút khí vào, nồng độ oxy khí vào. Chúng ta biết rằng đối với trường hợp mà thở oxy qua sông mũi thì chúng ta không thể nào tăng cái liều oxy quá xào lách một phút được, tại vì khi chúng ta có tăng thêm đi nữa, cái thể tích oxy qua sông mũi hơn 6 lít một phút thì chúng ta không cải thiện được cái phân suất oxy hít vào là FiO2 trên 40% được. Do đó nếu chúng ta cho bệnh nhân thở oxy qua sông mũi và chúng ta sử dụng cái thể tích oxy, lưu lượng oxy cao trên 6 lít phút thì chỉ gây cho người bệnh cái cảm giác khó chịu và tác dụng phụ, mà chúng ta không làm cải thiện được cái SpO2 hay là cái trao đổi khí của người bệnh. Thì trong những trường hợp như vậy chúng ta được khuyến cáo nên dùng cái oxy qua mặt nạ. Chúng ta sử dụng cái oxy qua mặt nạ này thì chúng ta có thể làm tăng cái thể tích oxy hay là cái dung lượng oxy thở hơn 10 lít phút đến 10 lít phút, và chúng ta có thể làm cải thiện cái FiO2, cái là phân suất oxy vào. Và từ đó chúng ta có thể làm cải thiện cũng như là làm thay đổi, làm tăng được cái SpO2, cải thiện cái tình trạng oxy máu của người bệnh. Các cái biện pháp mà hỗ trợ oxy khác trong cái oxy liệu pháp, chúng ta có thể thấy đó là vấn đề thông khí xâm lấn và không xâm lấn. Chúng ta có thể cho bệnh nhân thở ở hai chế độ CPAP hoặc là BiPAP. Thì các cái khuyến cáo ngày nay người ta khuyên mình dùng cái gì? Thì ngày nay vấn đề oxy liệu pháp theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim châu Âu vào 2016, chúng ta thấy vấn đề liệu pháp về oxy được khuyên ở những bệnh nhân có phù phổi siêu tim cấp khi SpO2 dưới 90% hay là PaO2 dưới 60 mm thủy ngân, có nghĩa là cái độ bão hòa oxy máu động mạch theo nhịp đập theo mạch dưới 90%, hay là phân áp oxy máu động mạch trên khi máu động mạch dưới 60 mm thủy ngân, thì chúng ta nên tiến hành cái oxy liệu pháp để nhằm điều chỉnh cái tình trạng giảm oxy máu của người bệnh. Và cái phương pháp điều chỉnh này cho đến theo khuyến cáo thì chúng ta nên dùng cái phương pháp thông khí và áp lực dương mà không gây xâm lấn, với hai cái biện pháp là thở
thở với áp lực dương liên tục hoặc là thở với áp lực dương hai thì về thông khí, thông khí với áp lực dương liên tục hay là thông khí với áp lực dương hai thì chúng ta thấy đây là phương pháp thông khí mà không xâm lấn. Và trong những tình huống mà nếu mà chúng ta điều trị, tiếp tục điều trị mà cái tình trạng cái siêu hấp vẫn không cải thiện với những cái biện pháp mà hỗ trợ thông khí không xâm lấn thì chúng ta nên đặt nội khí quản, có nghĩa là chúng ta tiến tới một bước nữa là thông khí mà có xâm lấn khi tình trạng siêu hấp chúng ta không có kiểm soát được và có thể dẫn đến là tình trạng giảm oxy máu nặng với PaO2 giảm nặng hơn 60 mmHg trên cái chỉ máu động mạch. Hoặc là chúng ta thấy cái tình trạng tăng CO2 máu trên 50 mmHg hoặc là tình trạng toàn hóa máu, và những cái tình trạng này siêu hấp này và rối loạn về oxy, giảm oxy máu, tăng CO2 máu cũng như tình trạng toàn hóa máu mà chúng ta không có kiểm soát được bằng cái thông khí không xâm lấn thì bắt buộc chúng ta phải hỗ trợ hấp bằng cái thông khí xâm lấn, có nghĩa là chúng ta phải đặt nội khí quản vẫn là kiểm soát cái vấn đề gọi là hô hấp cho người bệnh. Thì nhắc lại đối với cái khuyến cáo hiện tại của 2016 của Hiệp hội Tim Châu Âu, chúng ta thấy cái vai trò của thở oxy qua sông mũi trong điều trị phù phổi cấp nó không được đặt ra đây nữa. Vậy thì cái vấn đề oxy liệu pháp đối với trường hợp mà bệnh nhân có phù phổi cấp và coi khi có chỉ định thì vấn đề thông khí không xâm lấn với áp lực dương hai thì hoặc là áp lực dương liên tục thì là một trong những cái chỉ định đầu tiên trong vấn đề oxy liệu pháp cho người bệnh nhằm để cải thiện cái tình trạng giảm oxy máu. Và nếu mà tình trạng siêu hấp, giảm oxy máu, tăng CO2 máu và toàn hóa máu không được kiểm soát bởi các cái phương pháp thông khí hỗ trợ không xâm lấn thì bắt buộc các chị phải đặt nội khí quản, và chuyển sang cái chế độ là thông khí xâm lấn để kiểm soát cho người bệnh. Vậy chúng ta thấy cái bước đầu tiên là dùng lợi tiểu, bước thứ hai là đánh giá về vấn đề hạ oxy máu và chúng ta kiểm soát bằng cái vấn đề oxy liệu pháp bằng các cái biện pháp gọi là thông khí hỗ trợ. Thì bước kế tiếp của chúng ta trong vấn đề điều trị của phù phổi cấp đó là vấn đề tình trạng mà bệnh nhân bị kích xúc, vật vã kích xúc. Thì trong những trường hợp như vậy chúng ta có thể xem xét có sử dụng những cái thuốc an thần gây nghiện hay không. Thì đây một trong những cái thuốc mà chúng ta thường hay sử dụng nhiều nhất đó là morphine. Thì morphine nó có vai trò như thế nào trong phù phổi và chỉ định ra sao? Thì morphine được chỉ định chủ yếu trong những trường hợp mà phù phổi cấp do tim mà kèm theo cái tình trạng lo lắng, kích thích và vật vã, tức là những tình trạng mà người ta không có kiểm soát được. Chúng ta nên sử dụng và liều tim tĩnh mạch là 2 đến 4 mg tim tĩnh mạch. Chúng ta có thể lặp liều lại liều mỗi 15 đến 30 phút, chúng ta có thể lặp lại liều. Thì cái tác dụng của morphine có thể gây an thần và điều quan trọng là có thể làm giãn cái hệ thống tĩnh mạch. Và nếu mà khi giãn hệ thống tĩnh mạch thì chúng ta sẽ thấy giảm được cái tiền tải, tức nghĩa là giảm cái lượng máu về tim. Để nhắc lại ở tiền tải và hậu tải cho một số anh chị nắm. Tiền tải được định nghĩa là cái thể tích máu đổ về tâm thất ở cuối thời kỳ tâm trương. Nó khác với hậu tải là cái kháng lực mà tim phải chịu để mà bơm máu ra ngoại biên. Thì khi sử dụng morphine viên thì có cái vai trò là giãn cái hệ thống tĩnh mạch. Giãn tĩnh mạch cho nên sẽ ra đây là giảm tiền tải, có nghĩa là làm giảm cái lượng máu về tim bên phải. Khi giảm mà là giảm lượng máu về tim phải, có nghĩa là làm giảm được cái áp lực của động mạch phổi hay là giảm áp lực thủy tĩnh tại mao mạch phổi, do đó có thể làm giảm được cái bệnh cảnh phù phổi, các cái triệu chứng của phù phổi. Nhưng cái morphine nó cũng có một cái tác dụng rất là khó chịu, đó là có thể ức chế vấn đề hô hấp, ức chế hô hấp. Về cái lợi điểm morphine thì người ta thấy chưa có vấn đề thay đổi về vấn đề tiên lượng của phù phổi
khi có điều trị mọc phim hay không mọc phim. Nhưng mà có một điều người ta nhận thấy rằng mọc phim sẽ làm tăng cái tỷ lệ cần cái thông khí hỗ trợ xâm lấn, có nghĩa là cần đến đặt nội khí quản, thông khí mà xâm lấn là gây đặt nội khí quản. Như vậy thì cái vai trò của mọc phim cũng còn khá là khó đánh giá trong vấn đề điều trị phù phổi. Thì chúng ta thấy nãy giờ chúng ta lượn qua được 3 bước trong vấn đề tiếp cận điều trị. Thứ nhất là dùng cái thuốc lợi tiểu furosemic, thứ hai đánh giá tình